Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với tập số 10 trong series 2000 từ vựng topic 한국어 능력시험 2000어휘. Hãy lắng nghe và nhắc lại nhé. Kỹ thuật, 기술, 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 kỹ thuật. Trực tiếp, 직접, 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 trực tiếp. Chú ý gấp đôi phụ âm ở âm tiết thứ hai. Sự khẳng định, sự quả quyết. Cưng chồng, cưng chồng, cưng chồng. Sự khẳng định, sự quả quyết. Dân thành thị. Xi min, xi min, xi min. Dân thành thị. Chi phí. Piyong, 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 chi phí. Muộn, trễ, nứt kề, nứt kề, nứt kề, muộn, trễ. Lá cây, nam muôn nịp, nam muôn nịp, nam muôn nịp, lá cây. Các bạn chú ý biến âm. Điện tử, chon trà, chon trà, chon trà, điện tử. Báo, xin mùn, xin mùn, xin mùn, báo, tờ báo. Đối phương, sang tê bằng, sang tê bằng, sang tê bằng, đối phương. Sự tôn trọng, chôn trùng, chôn trùng, chôn trùng, sự tôn trọng. Sự trôi chảy, sự suôn sẻ, uôn hoài, uôn hoài, uôn hoài, sự trôi chảy, sự suôn sẻ. Đất nước, quốc gia, nara, 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 đất nước, quốc gia. Sự dịch chuyển, umjigim, 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 sự dịch chuyển. Đáp án đúng, chongdap, 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 đáp án đúng. Tính tiêu biểu, tính đại diện, 대표적, 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 tính tiêu biểu, tính đại diện. Mùa hè, 여름, 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 mùa hè. Kỹ xảo, kỹ thuật, 기법, 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 kỹ xảo, kỹ thuật. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm, nhấn âm ở âm tiết thứ hai, K-pop. Hiện đại, hiện đề, hiện đề, hiện đề, hiện đại. Số 5, tha sọt, tha sọt, tha sọt, số 5 hoặc là 5. Vẻ đẹp, nét đẹp hoặc cái đẹp, 아름다움, 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 vẻ đẹp, nét đẹp, cái đẹp. Đưa vào, 도입하다, 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 đưa vào. Sự hứng thú, sự thú vị, 흥미, 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 sự hứng thú, sự thú vị. Sự tiện lợi. Đối với từ này, chúng ta có hai cách phát âm. Thứ nhất, biến đổi ư thành e. Thứ hai, biến đổi ư thành y. Các bạn sẽ nối âm lên, phát âm thành 편해, 편해, hoặc là 편히, 편히, sự tiện lợi. Như vậy, ư các bạn có thể biến đổi về cách phát âm thôi, không phải là về cách viết nhé. Đó là thành e hoặc là thành y. Như vậy, phát âm là thành 편해 hoặc là 편히.
giai cấp hoặc là tầng lớp hoặc là giới. 계층, 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 giai cấp, tầng lớp, giới. Máy vi tính, computer, 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 máy vi tính. Chú tâm hoặc là cẩn thận. 조심하다, 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 chú tâm, cẩn thận. Người đại diện, 대표, 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 người đại diện hoặc là đại biểu. Gấu Bắc Cực, 북극곰, 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 gấu Bắc Cực, 북극곰. Hai âm tiết cuối các bạn đều gấp đôi phụ âm. Sự cẩn thận hoặc là sự cẩn trọng, sự thận trọng. 조심, 조심, 조심. Động từ của nó là cẩn thận, cẩn trọng thì các bạn sẽ thêm 하다 thành 조심하다. Thương phẩm hoặc là hàng hóa. 상품, 상품, 상품. Thương phẩm, hàng hóa. Cà phê hoặc quán cà phê. 카페, 카페, 카페. Cà phê, quán cà phê. Khác biệt, 다르다, 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 khác biệt. Lúc đó, khi đó, 그때, 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 lúc đó, khi đó. Nhà chung cư, 아파트, 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 nhà chung cư. Ưu điểm hoặc là thế mạnh. 장점, 장점, 장점. Ưu điểm, thế mạnh. Chủ ngữ, 주어, 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 chủ ngữ. Sự đồng cảm, 공감, 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 sự đồng cảm. Sự quan tâm giúp đỡ, 배려, 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 sự quan tâm giúp đỡ. Cảnh sát giao thông, 교통경찰, 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 cảnh sát giao thông. Doanh nghiệp, 기업, 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 doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 중소기업, 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 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Văn phòng phẩm, 문구, 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 văn phòng phẩm. Sự cải tiến, sự cải thiện, 개선, 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 sự cải tiến, sự cải thiện. Hóa mỹ phẩm, 화장품, 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 hóa mỹ phẩm. Lời chào hỏi, 인사, 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 lời chào hỏi. Cực Bắc hoặc là Bắc Cực, 북극, 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 cực Bắc, Bắc Cực, các bạn gấp đôi phụ âm, âm tiết cuối. Gửi, 보내다, 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 gửi, ví dụ gửi thư hoặc là gửi tài liệu vân vân. Từ chuyên ngành hoặc là thuật ngữ chuyên môn, 용어, 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 từ chuyên ngành, thuật ngữ chuyên môn. Xu thế chung, 일반적, 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 xu thế chung. 오늘은 여기까지 공부합시다. 다음 수업에 또 만나요. Hôm nay chúng ta cũng đến đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.